Thưa quý vị và các bạn, ngày Tết là ngày đoàn viên, thế nhưng do nhiều lý do khác nhau, năm nay nhiều người con Quảng Trị ở các nước khác không thể về quê đoàn viên cùng với gia đình. Từ những đất nước xa xôi ở bốn phương trời, những người con Quảng Trị đều có những cách khác nhau để có một cái Tết hướng về quê hương với tất cả tấm lòng của mình. Thành phố Adelaide, New South Wales, Australia. Hôm nay chị Hoa Như Quỳnh hiện đang học cao học ngành máy tính và đổi mới, trường đại học Adelaide, thành phố Adelaide, New South Wales, Australia, sắp xếp công việc, dành thời gian để chờ trung tâm cách nhà 40 km để chọn mua lá chuối, lá dông cùng các nguyên liệu khác để gói bánh chưng, bánh tét và các món ăn Việt. Bởi với chị, dù ở đâu xa, dù công việc bận rộn thế nào đi nữa, thì Tết Việt nhất định phải có bánh chưng, bánh tét như một cách hướng về quê hương, xứ sở của mình. Đây là năm đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà, cảm giác rất nhớ nhà, nhớ không khí Tết ở Việt Nam. Dù đi đâu xa thì tôi vẫn nhớ về Quảng Trị, nhớ về Việt Nam với những nét văn hóa đặc trưng không gì có thể thay thế. Cũng như chị Hoa Như Quỳnh, từ thành phố Longford, Ireland, chị Nguyễn Quỳnh Trang cũng đang cùng chồng là Marco Perazzo hoàn tất những công đoạn cuối cùng để đón Tết. Tết năm nay với chị đặc biệt hơn các Tết trước, bởi ngoài việc chuẩn bị cho Tết Việt, Trang còn là chiếc cầu nối văn hóa, phong tục tập quán ngày Tết, để chồng của mình thêm hiểu và yêu hơn quê hương Việt Nam. Đã 3 năm rồi tôi chưa được về Quảng Trị ăn Tết. Tôi rất là nhớ quê, nhớ gia đình và bạn bè. Tết năm nay thì tôi cùng với anh Marco đón Tết tại Ireland. Cộng đồng người Việt ở đây không nhiều, lại đang trong dịp giãn cách xã hội mức độ cao nhất do dịch Covid. Thế nhưng chúng tôi cũng cố gắng trang trí nhà cửa, mua sắm một số món đồ đặc trưng trong ngày Tết để có không khí Tết trong gia đình. Bởi đối với tôi thì Việt Nam luôn là quê hương và Tết là một dịp rất là đặc biệt trong mỗi người con đất Việt cho dù ở bất cứ nơi đâu. Ciao a tutti, sono Marco, sono italiano da 3 anni. Mặc dù chưa có dịp về Việt Nam, nhưng qua lời kể của Trang, tôi đã cảm nhận được phần nào về văn hóa, phong tục ngày Tết nói chung, cũng như không khí đoàn Tết ở Quảng Trị nói riêng. Tôi rất mong muốn có một ngày gần nhất có thể được về thăm gia đình, bạn bè của Trang ở Quảng Trị. Tết, thời khắc đặc biệt trong năm, dù ở đi đâu xa, những người con Quảng Trị vẫn luôn hướng về quê hương, xứ sở của mình. Đi xa là để trở về, dù ở đâu và làm gì, những người con đất Việt vẫn luôn giữ gìn văn hóa, truyền thống, để rồi mỗi cái Tết vẫn luôn có những giá trị đặc biệt, không gì có thể thay thế.